Xin chào anh em, hiện tại là tháng 9 năm 2019 và sản phẩm iPhone mới, iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max vừa mới ra. Nhưng những sản phẩm iPhone cũ vẫn đang rất là hot luôn. Trên tay mình hiện tại là một chiếc iPhone 7 nhỏ anh em nhé, đây là một chiếc iPhone 7 nhỏ, anh em có thể nhìn thấy cái camera nó to to ở đây không? Đây là một sản phẩm hiện tại với mức giá trong tháng 9 này là khoảng loanh quanh 4 triệu, chỉ hơn 4 triệu một chút thôi, là anh em sở hữu được một chiếc 7 nhỏ này. Và cũng rất là nhiều người đang săn lùng mua chiếc 7 nhỏ luôn, bởi vì nghe số 7 của iPhone nó vẫn là tương đối rất là to. Và nếu anh em mua chiếc 7 nhỏ này thì anh em có thể sử dụng được 3-4 năm sau vẫn là bình thường. Vẫn là bình thường anh em nhé. Hiện tại 6S thì anh em vẫn đang là lo sợ, nhưng mà iPhone 7 thì vẫn thoải mái luôn, bởi vì CPU của iPhone 7 vẫn là CPU tiên tiến mà anh em. Với chiếc máy này anh em có thể chơi game, hay với chiếc máy này anh em có thể làm những việc, trải nghiệm những việc mà cái độ mượt mà của nó thì một số flagship của Android cũng chưa chắc có thể bằng được. Đấy là mình nói phải nói thật với anh em. Và giá của nó bây giờ cũng rẻ rồi, chỉ hơn 4 triệu thôi. Nhưng mình làm clip này cũng như mọi lần thôi, để mình hướng dẫn anh em cách mua một chiếc máy này sao cho chuẩn nhất. Bởi vì iPhone mà nó rất kinh khủng là nhiều luôn, cực kỳ là nhiều luôn. Và hiện tại giờ anh em đi mua cũng rất là dễ là dính phải những chiếc máy đã được dựng nhá. Hiện tại sản phẩm này dựng trên thị trường nó phải chiếm đến phần nửa ra rồi. Bởi vì sao? Là bởi vì ra cách đây cũng phải 3-4 năm rồi. Xấu, máy bị lỗi, máy bị hỏng nó quá là nhiều luôn. Thế nên là mình làm clip này chỉ để hướng dẫn anh em cách chọn. Mình làm clip này để hướng dẫn anh em cách chọn mua được chiếc máy 7 này với giá chỉ hơn 4 triệu mà lại ngon nhất nha, bản quốc tế anh em nhá. Đó. Thì việc đầu tiên vẫn như mọi lần, anh em chúng ta sẽ cùng xem chiếc 7 thường này nó sẽ có những phiên bản như thế nào và có những cái màu sắc như thế nào anh em nhé. Thì 7 thường cũng như 7 Plus, khi Apple ra thì nó sẽ có phiên bản dung lượng là 32GB, sau đó là đến 128GB và phiên bản cao nhất là 256GB, không hề có bản 64GB đâu anh em nhé. Thế nên đi mua iPhone 7 thì anh em cũng phải biết là nó không có bản 64GB, nếu có bản 64GB thì không phải đâu. Thì có màu sắc, nó sẽ có những màu sắc như này. Cái màu sắc mà được anh em hay bán rẻ nhất ấy, đó là cái màu đen bóng. Thì đa phần iPhone là người ta sẽ bán theo cái giá của các màu sắc nó sẽ khác nhau, bởi vì nó do cái độ hiếm mà cái độ ưa chuộng người ta nó rất là khác nhau. Thì cái màu mà được người ta ghét nhất và giá rẻ nhất nhưng mà lúc mới ra thì nó rất là hoành tráng, đó là cái màu Jet Black ấy, hay là màu đen bóng. Thì cái màu đấy thì rất là hiếm, hiện tại mình cũng không còn nữa. Và cái màu rẻ thứ nhì đấy là cái màu hồng này. Thì anh em cũng biết đấy, màu hồng này chỉ em phụ nữ mới dùng thôi, các anh em không dùng được, không thích dùng. Thế nên là cái màu này nó chỉ là một cái màu phần còn lại. Màu này sẽ là màu rẻ thứ nhì, và hàng kia hiếm mà thì coi như là rẻ nhất đi. Sau đó đến cái màu trắng bạc này là cái màu rẻ thứ hai. Màu trắng bạc này thì anh em dùng được mà chị em dùng được, nhưng bởi vì mình chả hiểu vì sao mình rất thích cái màu này nhưng mà các mọi người lại không thích cái màu này cho lắm. Thế chính vì thế cái độ bán của cái màu này nó không được ưa chuộng nhiều, thành ra giá của màu này cũng là rẻ này. Cái màu tiếp theo mà được rất là nhiều người thích đó là cái màu vàng này, và hầu như ai cũng thích luôn, đó là cái màu đen này, màu đen sần này, như là màu đen này rất là đẹp luôn này. Đó. Và cái màu cuối cùng là cái màu rất là đặc biệt ra sau khoảng một năm, đó là cái màu đỏ này. Và cái phiên bản màu đỏ này nó chỉ có phiên bản 128GB và phiên bản 256 nhé. Phiên bản 32GB thấp nhất không hề có màu đỏ luôn. Thế nên là anh em đi mua máy lưu ý là nó không có cái màu đỏ phiên bản 32GB đâu nhá, nó chỉ có 128GB màu đỏ. Mình cũng nhớ lại là phiên bản màu đen bóng nó sẽ nằm ở khu vực này, bởi vì hiện tại nó không có, mình sẽ không để ở đây. Phiên bản màu đen bóng cũng có bản 32GB nhưng vô cùng hiếm luôn nhá, bởi vì phiên bản đấy được bán ra thị trường rất là ít luôn. Và mọi người cũng không ưa chuộng cho lắm bởi vì nó hay bị xước. Thành ra nó không có, mình chọn máy đẹp mà mình bán máy đẹp nên màu đấy mình ít lắm, thi thoảng mình mới chọn một con thôi và mình bán rất là rẻ. Sau đó là màu hồng này, màu bạc này, màu vàng này, màu đen sần này và màu đỏ. Anh em lưu ý iPhone 7 chỉ có thế thôi. Và tất nhiên rồi, nó không có màu xanh và nó cũng không có cái màu xám luôn. iPhone 7 nó không có màu xám luôn. Thế nên anh em đi mua máy anh em phải chú ý nhá, nó có những cái màu như thế này. Đó, nhớ, và không có phiên bản 64GB, chỉ như vậy thôi. Đó là về màu sắc và các dung lượng. Nhưng rất nhiều cái để chúng ta còn quan tâm, đó là những cái máy của thị trường nào và sau lưng nó sẽ in như thế nào. Bởi vì anh em hiểu Apple nó bán bản quốc tế ra tất cả thế giới và mỗi thị trường nó lại có một cách in khác nhau. Đó, mỗi thị trường nó đều có một cách in ở dưới vỏ này khác nhau và thậm chí có những cái modem khác nhau luôn. Thì mình cũng nói thật với anh em, hiện tại bên mình ấy bán ra chủ yếu là phiên bản quốc tế của Mỹ và của Nhật Bản anh em nhé. Của Mỹ và của Nhật Bản thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Cái cơ bản là anh em đều biết, Mỹ và Nhật Bản nó khác nhau là Nhật Bản nó không tắt âm chụp ảnh, còn những thứ khác là y như nhau. Đấy, Nhật Bản không tắt âm chụp ảnh anh em nhé, mình lưu ý lại Nhật Bản không tắt âm chụp ảnh và những thứ khác đều như nhau. Chứ không phải là không tắt được âm chụp ảnh là máy lóc đâu nhé. Bởi vì mọi người rất hay hiểu lầm cứ máy của Nhật Bản nó là máy lóc, không phải đâu anh em ạ. Bởi vì là bây giờ là máy của Nhật Bản nó bán ở quốc tế đầy, của Mỹ cũng bán ở quốc tế đầy.
Ngày xưa anh em nghĩ là lock là phải Nhật nhưng không phải đâu. Hiện tại nếu mà từ iPhone 7 trở lên ấy, lock của Mỹ còn nhiều gấp vạn lần lock của Nhật cơ. Thế nên là anh em đi mua, anh em cứ quan tâm đó là máy quốc tế là được. Như ở bên mình bán ra, nếu trong trường hợp anh em mua máy quốc tế mà chẳng may format là bị lock lại, kể cả sau này hết bảo hành, mình cũng sẽ đổi cho anh em một con khác luôn. Chứ không phải là hết bảo hành là mình hết trách nhiệm đâu anh em nhá. Riêng về vấn đề bị lock lại, thế nên anh em cứ yên tâm mua máy quốc tế của Nhật cũng được, máy quốc tế của Mỹ cũng được. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng xem quốc tế của Nhật và của Mỹ nó sẽ là khác nhau như thế nào. Đấy, thì cái bên xem bên trong cái phần mềm thì đơn giản rồi. Cứ modem, cứ đuôi là G thì là Nhật rồi, và L là của Mỹ. Nhưng bên ngoài vỏ nó sẽ khác, và để anh em nhận biết cách chuẩn nhất để mua được vỏ xịn hay không. Đấy, thì em cũng nhắc lên bây giờ mình có một chiếc máy Mỹ ở đây. Anh em có thể nhìn thấy tên modem của máy Mỹ nó sẽ là 1A1778 hoặc là 1660 anh em nhé. Đó, thì ở trên máy của Mỹ nó sẽ không hề có một ký tự nào ngoài tiếng Anh ra, đúng không? Đấy, còn đây là một chiếc máy của Nhật. Đấy, em có thể nhìn thấy nó sẽ khác nhá. Anh có thể nhìn thấy không? Đây là một chiếc máy của Nhật và tên modem của mình nó là 1A1779 chứ không phải là 1778 như chiếc máy của Mỹ. Và tất nhiên rồi, bên cạnh này nó sẽ có một cái ký tự chữ theo kiểu tượng hình của những cái nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Trung Quốc đấy. Thì anh em nhớ là của Nhật nó sẽ in như này và nó có một cái ô vuông đóng ở đây. Đó là ký tự là bằng tiếng Anh, nó ghi là MIC-KS. Đây là một phiên bản của Nhật 100% nó sẽ là in như này, chứ không phải là của Nhật Bản nó in như này đâu nha. Nếu anh em đi mua máy mà là máy là G nhưng vỏ mình ngoài in như này, modem vẫn là 1779 nhưng in như này, không có ký tự của Nhật như thế này, thì đó là cái vỏ mà người ta đã làm lại rồi anh em ạ. Bởi vì những cái này bây giờ là ở Việt Nam mình cũng có thể bán được rồi, rất đơn giản rồi, bán laser khắc vào đây là được, chuyện là chuyện quá là bình thường luôn. Thế là anh em đi xem chú ý cái chỗ này thôi, của Nhật của Mỹ nó sẽ khác nhau như thế. Còn máy của Hàn Quốc và máy của Trung Quốc nó cũng sẽ khác. Nhưng hiện tại là mình không có kinh doanh những cái sản phẩm đấy, thành ra là mình không có để so sánh cho anh em. Nhưng mà anh em đi mua cứ chọn của Mỹ, của Nhật nó sẽ khác nhau là rất là nhiều ưu chuộng máy của Mỹ. Thì anh em nhớ là của Mỹ là chỉ có A1778 như thế này nhá. Đây, và A1660 như thế này. Mình nhầm, đây. Một vàng là 1660, anh em có thể nhìn thế này. Đấy, của Mỹ nó sẽ là như thế này. Khi đi xem máy thì anh em cũng nên yêu cầu cửa hàng ấy là người ta cho xem ít nhất là hai con để làm gì, là để chúng ta cùng soi xem là cái phông chữ nó có giống nhau hay không. Kể cả modem nó có khác đi nữa thì cái phông chữ của chữ iPhone này và những cái phông chữ ở bên dưới này đa phần nó sẽ là giống nhau hết anh em nhé. Nó sẽ là giống nhau luôn. Nếu mà cái phông chữ của chữ iPhone nó khác một chút ấy, thì chắc chắn là một trong hai cái vỏ đấy nó không phải là vỏ xịn. Mà khi một cái cửa hàng nào nó bán không có cái vỏ xịn thì tất nhiên là anh em chia tay cửa hàng luôn, không có nói nhiều nữa. Đó, thì bây giờ là mình chỉ nói qua anh em là hai cái phân biệt của hai chiếc máy của Mỹ và Nhật nó sẽ là như thế, modem nó sẽ là như thế. Còn Nhật Bản nó sẽ có một cái modem nữa là 1661, A1661 nữa thì phải. Cái đấy mình không rõ lắm. Và anh em lưu ý này, một chiếc máy màu đỏ nữa thì đặc biệt là nó sẽ có một cái chữ, thêm cái chữ product ở dưới chữ iPhone đấy nhá. Anh em đi mua máy nếu không có in một cái product này cũng không phải là bỏ xịn, anh em lưu ý là như vậy. Đấy, thì cùng phân biệt qua về vùng phân phối của iPhone nó là như vậy rồi. Còn cái quan trọng nhất là chúng ta đi mua máy và chúng ta cũng cần một chiếc máy đẹp. Và mình sẽ nói cho anh em biết là bên mình bán bản quốc tế với giá rẻ như vậy mà nó sẽ là đẹp như nào. Cứ nói line new là nó phải đẹp như mới, nó phải thật là xuất sắc rồi. Và line new thì bên mình nó không hề có vết cấn móp hay là nó không hề có vết xước đâu anh em nhé. Đấy, và tất nhiên rồi, anh em đi mua máy mà không cấn móc cũng không có xước, anh em rất là sợ dính về hàng thay vỏ đúng không? Cái điều đó là điều đương nhiên rồi, không cấn móc không xước thì dễ bán mà dễ bán thì cứ thay vỏ đi là xong. Mà bây giờ vỏ thay thì rẻ thôi, có 300.000 là đẹp như mới luôn. Đấy là mình không nói điêu đâu nha. Đấy, anh em cùng xem rất là đẹp này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách chi tiết để soi xem là biết được có bị thay vỏ hay không. Đấy, thì vỏ xịn nó sẽ là như này nhá. Đầu tiên anh em có thể nhìn sau lưng trước. Nó rất là mịn. Cái sơn của nó rất là mịn, ok anh em có thể soi xem là kỹ, bởi vì sản phẩm nó ra đời cũng lâu lâu rồi. Xem nó có vết nào gọi là vết chầy hay vết đổi màu nhẹ nhẹ hay không, nếu có là chuẩn đấy. Chứ nếu mà không có, ví dụ như cái khu vực camera này rất hay dùng ốp. Và khi hay dùng ốp ấy thì thường thường ấy, cái khu vực này nó sẽ có màu, nó sẽ tươi hơn một, nó nhạt hơn một chút bởi vì nó bị phai màu, những cái xung quanh nó không bị. Đó là iPhone 7, ngày xưa mình hướng dẫn anh em cách 6S nó bị chóc sơn rồi, nhưng iPhone 7 tuyệt đối nó không bị chóc sơn đâu anh em nhé. Nó không bị chóc sơn kiểu dạng run bò này mà nó chỉ bay một mảng sơn thôi. Và những cái máy bay bảng sơn đấy thì đa phần là mình không bán rồi. Đó, anh em có thể nhìn kỹ này, xoay cái lưng này. Đấy, anh em có thể vuốt tay vào cái khu vực hai phần của cái camera, của cái sóng này. Hai phần của cái sóng này nó sẽ rất là bằng tay luôn. Nó không có vết gồ ghề hay gai hay sạn gì cả. Và anh em nhìn kỹ mà xem, nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ khu vực sóng này nó sẽ rất là khít với vỏ này. Nó không, anh em cảm tưởng như nó không thể nhét được cái gì vào trong ấy. Nếu trường hợp anh em nhìn cảm tưởng như nhét cái tờ tiền polymer mỏng mỏng mà nó chui vào trong thì chắc chắn nó không phải xịn đâu, mà cái vỏ đấy có vấn đề rồi.
Đấy. Và mình cũng lưu ý với anh em một điều, những cái vỏ của chiếc máy màu hồng này và những cái đường anten của chiếc máy màu hồng này, đấy, nhựa và phân anten của chiếc máy màu hồng này và máy màu vàng nó sẽ là màu trắng tươi, như màu trắng tinh như này nhá. Anh em có thể nhìn thấy trắng giống nhau hệt nhau luôn. Riêng chiếc máy màu và chiếc máy màu trắng này thì nó sẽ có màu là hơi xám xám, nó không phải là màu trắng anh em nhé. Đấy, nên anh em đi xem mà lấy máy màu trắng này mà cái đường này nó lại là cái màu trắng tinh ấy thì không phải đâu. Đó, thì cái màu đen thì đơn giản thôi, màu đen là dễ rồi, cái màu đen thì nó sẽ là màu đen này. Đấy, màu đen nó sẽ là màu đen này. Đấy, rất là mịn luôn anh em sờ nhá. Rất là mịn luôn. Đấy, và cái màu đỏ này sẽ là màu đỏ luôn. Đó. Mình cũng lưu ý lại là anh em đi xem của cứ cũ tí cũng được, cứ không bị cấn nặng, không bị móp và hơi xước hay là hơi có những cái vết như cái vết đã dùng ốp này. Đây, những iPhone con màu đen này có vết dùng ốp, anh em nhìn thấy không? Nó in hẳn được một cái khoanh của ốp đây. Nhưng những cái này là chắc chắn là anh em là vỏ xịn nhá. Vỏ xịn thì nó như này, chứ còn vỏ thay nó mới lắm, nó mới cứng, nó không vết như thế đâu. Và tiếp theo chúng ta quan trọng nữa là chúng ta soi đến cái táo. Thì cái táo này anh em cũng biết đấy, của Apple từ iPhone 6 này, iPhone 6S này, iPhone 7 này, là cái táo này nó là một cái kim loại riêng và được lắp vào cái vỏ này. Như ở trên chiếc 5S ấy thì mình nhớ nhà mình như nó sơn lên ấy. Nhưng mà chiếc 6 và trở lên ấy thì thường thường nó là miếng kim loại riêng và nó có màu rất là bóng. Và tất nhiên là kim loại riêng nếu gia công không tốt thì nó sẽ không được bằng. Anh em cứ vuốt đi, nó rất là bằng và mịn luôn này. Nó không có cao hơn và cũng không có thấp hơn nhiều. Anh em vuốt nha. Tất nhiên là tay mình vẫn cái cộm cộm nhưng mà nó rất là ít thôi anh em nhé. Và cái táo của cái màu đen này nó sẽ là màu đen bóng, anh em nhìn này, nó sẽ là màu đen bóng này. Cái táo của cái màu vàng nó sẽ là màu vàng bóng này. Đấy, có cái màu hồng này nó sẽ là màu hồng bóng nhá. Hồng luôn chứ không phải là màu hồng mà là cái màu vàng đâu, anh em nhìn nó rất là đồng đều này. Cái màu bạc này nó sẽ là màu bạc bóng luôn này. Đấy, và cái đặc biệt là cái màu đỏ này, nó không phải là màu đỏ bóng mà nó là màu vàng bạc bóng luôn, nó như cái màu bạc này này. Đó, anh có thể thấy này. Anh em nhớ nhá, màu đỏ này, màu đỏ nữa là hoặc là màu đen là chết dở đấy, không phải xịn đâu. Đó. Đó là về cái vấn đề soi táo. Tiếp đến chúng ta sẽ soi đến cái camera, thì từ 6S trở lên đều như thế thôi. Anh em có thể nhìn nó rất là đen không? Nó đen một cách tuyệt đối luôn, nó chỉ nhìn thấy một cái mắt nhỏ nhỏ bên trong thôi. Đây, mình lau cho anh em nha. Đấy, anh em cứ lấy một khăn anh em lau thật kỹ vào, nhìn rất là đen này, rất là bóng này và không bị xước nhiều là được. Anh em nhìn thấy vân tay bên trong thì bỏ luôn nhé, vân tay bên trong thì bỏ luôn, hoặc có bụi bên trong là bỏ luôn, hoặc nhìn rõ cái viền của cái camera thì bỏ luôn. Đấy, nó là đen và tuyệt đối luôn. Đó là cái vấn đề camera, nó xước ở cạnh ở những cái mép này thì cũng không sao, bởi vì dùng cũ nó con bảy lớp bị nhiều nhất, những cái con bảy nhỏ thì bị ít hơn. Đây mình có cái màu vàng này, em có thể nhìn kỹ này, nhìn kỹ nó xước ở cái viền này cũng nhiều này. Đấy, có những cái vết này thì không sao đâu, bởi vì là cái này nó bị oxy hóa vỏ rồi là chuyện bình thường thôi. Và tiếp đó chúng ta soi đến phần camera phụ. Anh em lưu ý là camera phụ nó có một cái màng loa mà lồi lên sát vào vỏ nhá. Màng loa nó là màu màng chắn bụi của mic ấy. Mic phụ ấy, nó là màng chắn bụi màu đen và nó rất làm được rất là đẹp luôn. Và nó đầy lên trên lớp vỏ này luôn. Nếu anh em đi xem mà nó bị lõm xuống hoặc là không có ấy, thì chắc chắn là thay vỏ, lõm xuống là do người ta lấy cái banh người ta chọc nó vào để lấy ra thay cho cái vỏ mới nhá. Thì anh em phải lưu ý là nếu bị trường hợp ấy thì thôi bỏ. Nó phải rất là mịn và đẹp luôn, nó phải rất là bằng với vỏ, nó không có vết lõm nữa gì cả. Tiếp đến chúng ta có thể soi đến khu vực đèn flash. Khu vực đèn flash này nó sẽ là có một cái lớp kính bên trên và cái lớp kính nó giống như lớp kính sapphire đấy. Anh em nghiêng nghiêng theo chiều ánh sáng này nó sẽ cái màu tím tím. Đấy, chứ không phải trắng, không phải kính bình thường đâu. Cái đèn flash này, anh em cứ nghiêng nghiêng nhá và bao giờ nó sẽ sát sát với vỏ của mình. Nếu anh em sờ vào bên dưới mà sâu hoắm nó không có kính bên trên ấy thì chiếc vỏ đấy nó được thay và người ta làm không cẩn thận rồi thì nó sẽ không có. Đó, thì đơn giản xem sau lưng nó là như thế thôi. Tiếp đó chúng ta sẽ cùng soi đến cạnh. Anh em có thể nhìn thấy đơn giản cái phím này không? Cái phím này nó sẽ có cái màu đồng đều với màu vỏ nhá. Đây này, nó không có cái màu tươi hơn và nó cũng không có cái màu sẫm hơn hay không có màu khác đi. Nếu mà có màu khác thì cái vỏ đấy và cái bộ phím là hai cái rời nhau, người ta đã được thay rồi. Đấy, anh em có thể nhìn thế này. Đấy, và bao giờ anh em cũng soi cho mình cái khay gạt rung là nó có cũ bụi tí bên trong là được nhé, là ok. Chứ mình sợ nhất là nó mới quá, bởi vì ra lâu năm rồi, cắm trên máy tính kiểm tra xuất xưởng mấy năm rồi mà cái này nó vẫn cái đẹp, trong này nó không có bụi thì cũng có là có vấn đề, bởi vì thay vỏ thì làm mới thôi chứ tôi gì cả. Anh em lay phím rất là chắc này, lay phím rất là chắc này, cảm tưởng như là ấn tại nhẹ nhẹ giống như là nó là một khố luôn, ấn mạnh thì nó có tác dụng này. Đấy, anh lay phím rất là chắc này, bên này về và tất cả các phím đều đồng đều nhau. Đấy, để được thể hiện là người ta dùng đúng thời gian với nhau, chứ một phím mà thì hai phím cùng cái này mà hai phím một phím thì rất là nhạy, một phím thì rất là chắc ấy, một
phí mà rất là lòng lỏng hơn như chắc ấy, thì có vấn đề rồi. Đấy, hai phím rất là đồng đều nhá. Đó là hai về hai cái phím này. Tiếp đó rất là quan trọng, đó chúng ta xem cái phần khu dưới. Khu dưới này thì nó có chân sạc này. Nó có hai bên, một bên là loa, bên là mic. Rất là nhiều người hiểu lầm hai bên là loa nhưng không phải đâu, một bên là loa, một bên là mic anh em nhé. Thì anh em có thể xoay kỹ cái viền của cái màng này. Sản phẩm vỏ fake thì thường hay được phun lại, hoặc là vỏ fake thì cái viền này nó sẽ không được phay bóng nhiều. Cũng có sản phẩm viền nó làm, nhưng cũng có sản phẩm viền nó không làm. Anh em có thể nhìn thấy cái viền bên cạnh của nó bóng không? Và anh em lưu ý nhá, anh em xem nó phải có cái màng loa ở dưới. Nhiều cu thợ nó làm nó không để ý ấy, thì nó lại không cho cái màng loa này vào, nó thay vỏ. Đấy, mình gặp nhiều rồi. Đấy, em như thế nhìn cái màng loa ở dưới không? Cái màng loa rất là đẹp luôn, và không, anh em soi tất cả các lỗ đều không có vết chọc vào nhé. Vết chọc vào tháo ra thì không nói rồi, và nó phải bụi, nó phải cũ. Đó, nó phải cũ, phải sử dụng rồi, nó phải có vết bụi. Và đặc biệt cái chân sạc này nó không được trắng quá này. Đây, ở đây mình có một cái chiếc bảy màu đỏ rất đẹp. Cái chiếc bảy này chân sạc cũng là màu trắng nha. Thì anh em có thể nhìn thấy nó rất là đẹp, nhưng bên trong nó vẫn có bụi, bên trong vẫn có vết sử dụng rồi, vết có vết đen đen. Nó không thể trắng như mới được, nó trắng như mới mà sản phẩm nó ra lâu lâu rồi. Thì em cứ lưu ý đã được thay chân sạc rồi, và thay chân sạc rất là nguy hiểm. Thì ở đây mình có nói luôn, những sản phẩm màu trừ màu đen này, có nghĩa là có cái màn hình màu trắng ấy, đây này, thì cái chân sạc của nó sẽ là màu trắng. Và màu đen thì chân sạc màu đen, chứ không phải là màu đen như này mà chân sạc màu trắng đâu nha. Và không phải những cái này là chân sạc màu đen đâu. Anh em có thể nhìn kỹ, nó là dùng nhiều rồi nó đen, nhưng nó là cái đen, màu đen đây là những cái màu vàng là dùng nhiều đen. Đấy, nhưng mà cái màu đen là màu đen do dùng nhiều thôi. Đấy, anh em có thể vệ sinh thì vẫn nhìn thấy màu trắng trắng này. Đây, chứ không phải là đen xì như là cái màu đen thật đấy nhá. Nó không phải đen xì như này nhá. À, trên camera là khó nhìn, nhưng mà ngoài anh em có thể hình dung được, cái này cũng là sẽ là màu trắng. Và cái viền này cũng là màu vàng này. Cái viền của cái màu bạc nó sẽ là màu bạc này. Cái viền chân sạc này, cái viền của chân sạc màu hồng nó sẽ là màu hồng này. Cái viền của chân sạc màu đỏ nó sẽ là màu bạc này. Cái mày này, táo đỏ, táo bạc này. Và chân sạc cũng là màu bạc luôn, chứ không phải màu đỏ nữa nha. Anh em lưu ý là như vậy. Và tất nhiên là nó cũng phay bóng ở cái mép luôn. Em lưu ý nó cũng phải bóng ở mép camera luôn. Đấy, đấy là về vấn đề xem về cái phần vỏ kim loại. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem về phần kính mặt trước nhá. Ở đây chúng cũng rất là nhiều màu để cho anh em dễ hình dung này. Đây. Đó, anh có thể hình dung được không? Đó, những cái màu đỏ này nó cũng là màu trắng này, màu hồng mặt màu trắng này, màu vàng màu trắng này, màu trắng bạc mặt màu trắng này, và màu đen nó mặt màu đen. Và phím hôm cũng vậy, anh em xem rất là đồng đều với kính này. Phím hôm đồng đều với kính này, phím hôm rất là đồng đều với kính này. Phím hôm cực kỳ đồng đều với kính luôn. Và cái màu bạc này nhá, màu bạc này viền phím hôm nó sẽ là màu bạc. Màu bạc viền phím hôm sẽ màu bạc. Cái màu đỏ này viền phím hôm cũng là màu bạc luôn. Ok, chúng ta có thể hình dung được không? Cái màu đỏ này và cái màu bạc rất là nhiều cái tương đồng. Thứ nhất là viền phím hôm đều là màu bạc. Thứ hai, táo cũng là màu bạc luôn. Thứ ba, chân sạc, viền chân sạc cũng là màu bạc luôn nha. Riêng cái màu đỏ này nó giống cái màu bạc nó như thế. Cái màu vàng này viền phím hôm nó sẽ là màu vàng. Màu hồng này viền phím hôm nó sẽ là màu hồng. Anh em lưu ý như vậy nha, nếu trong trường hợp anh em đi mua cái máy màu hồng mà viền phím hôm nó màu vàng, hoặc cái máy màu vàng mà viền phím hôm nó màu hồng thì có vấn đề. Tiếp nữa chúng ta cắm vào máy tính, có cái phần mềm báo Utun ấy, ở cửa hàng nào nó cũng có thôi. Cắm vào và kiểm tra. Nếu trên cái máy nó báo là màu hồng mà cái máy nó báo là màu vàng thì máy nó bị thay vỏ rồi, cái mên không phải là cái mên màu chính xác của máy. Cái máy thì anh em bỏ luôn. Nếu cửa hàng nào chỉ có một cần có một con máy như thế thôi thì anh em chia tay cửa hàng lấy máy mã luôn cho mình. Bởi vì những cái hàng đấy nó bán nó không phải hàng xịn đâu, là hàng dựng hết rồi. Đó. Còn vấn đề về soi kỹ về kính nha, thì ở đây mình sẽ có hai cái màu cơ bản là như này thôi, không có kính nào màu hồng hay không có kính màu vàng đâu. Anh em nhìn kỹ những cái khu vực này nó rất là đều màu với phím hôm, nhưng khu vực rất đều màu, nó không có vết rạn ở bên trong. Cứ có vết rạn bên trong hoặc là có cái vết nào mà giống như ở vết bị xước bên trong thì cái kính nó là kính ép lại, bởi vì thợ làm không cẩn thận. Thợ làm nó cẩn thận thì cái kính này nó sẽ là màu trắng tinh khôi luôn, nó không có vết dính gì bên trong cả. Soi kỹ màu đen này vậy này, không có vết chóc sơn nào ở bên trong luôn. Anh em soi thật kỹ nha, chóc xiên bên ngoài hay là xước bên ngoài thì mình không nói, chứ bên trong không có đâu nha. Đó, anh em xoay kỹ nè. Và cái phím home này anh em lưu ý nó là cái phím home cảm ứng anh em nhé, chứ nó không phải là phím home vật lý đâu. Thế nên là khi anh em tắt cái máy đi, anh em nếu mà sáng anh em ấn thì anh em vẫn cảm giác này. Nhưng trường hợp cái máy nó tắt đi nhá, anh em cứ tắt nguồn đi, anh em ấn nhá, nó không có độ núm. Đấy, những cái này mình đều bật hết rồi. Đây, con này mình đã tắt nguồn rồi. Anh em cảm tưởng ấn nó không có độ núm, nó như một cái miếng kính khác thôi. Đấy, nếu độ nún bỏ không mua nữa. Và anh em lưu ý là anh em sờ phím hôm này. Đấy, sờ phím hôm nó liền với cả vỏ luôn, nó chỉ lõm xuống ở sau cái khu vực
viền màu thôi, chứ còn nó không có độ cao hơn. Phim hôm mà vuốt nó cảm tưởng nó cao hơn cái màu cái máy này kia, cao hơn cái kính này là chết dở nhá, là nguy hiểm nhá, là đã được thay rồi nhá. Đấy, nó bằng luôn, anh em sờ nó mịn, sướng lắm. Sờ nó sướng luôn, con nào cũng như con nào, sướng luôn. Đấy, không cao hơn nhá, tôi cảm tưởng cao hơn này. Cạnh cạnh cảm tưởng nó nhô nhô được một tí này. Thôi bỏ, những con đấy là nó bị tháo ra làm lắp lại cái phim hôn. Bởi vì Apple nó không làm như thế vậy đâu. Và anh em soi kỹ tiếp đến cái phần bên trên cho mình. Cái màng loa nó phải có, và cái màng loa nó cũng bẩn bẩn đi được. Cái màng loa mà nó đẹp quá thì chưa chắc là ăn thua đâu, bởi vì dùng đôi mà để lên tai nghe rồi nó phải bẩn bẩn chứ, nó phải dính bụi miếng biếc chứ. Cái cảm biến ở khu vực trên này nữa, đây là cái cảm biến và cái camera, anh em xem nha, nó rất là cân, nó rất là cân luôn, nó không có cái độ sai lệch, rất là tròn luôn, và camera rất là trong luôn, không có bụi bên trong, là ok nhá. Đó, rất là trong luôn. Tiếp nữa là cái màu đen thì lại khác này, cái màu đen em không nhìn rõ cảm biến trên đâu, anh em nghiêng nghiêng một chút ánh sáng này thì thấy nó nháy, anh em có thể thấy không? Đó, lấy vào cái camera khác xoay vào ấy thì nó sẽ nháy nháy lên này. Đây, khu vực này anh em nhá, nó nằm khu vực này, nó phải có nhá. Và đây là cam trước này, lấy cái màu đen thì nó không nhìn thấy cảm biến, nhưng mà màu trắng anh nhìn thấy này. Màu trắng thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cảm biến này. Đấy, màu đen chúng ta không nhìn thấy nhá. Và đến đây thì chúng ta cũng sẽ thử xem có bị ép kính vào cái việc vẻ xịn hay không ấy, bằng cách đơn giản thôi. Cái này thì đa phần các vị làm lại thì cũng có thể làm được, nhưng mình cứ tội gì mình không thử. Đó là anh em có thể vuốt bên cạnh này, vuốt bên cạnh này này. Đấy, xem nó có bị gồ, nó có bị cấn tay không. Nếu vuốt bên cạnh bị cấn tay ấy, thì đã đừng tháo ra rồi, và lắp cái viền nó khỏi viền xịn, nó không khít. Kể cả mình có tháo ra nhưng mình lắp cái đúng cái viền xịn của nó ấy, thì nó rất là khít này, em mới biết là không bị cấn tay này. Và anh em soi nhá, anh em soi kỹ ra xung quanh nó có cái keo gì dính không, nó có keo gì dính không. Đó, nó rất đẹp như này được, nó phải khớp. Đấy, anh em bóp cái góc này nó không bị bọc bồng mà. Đấy, bóp cái góc này không bị bọc bồng này là ok này. Đó, anh em lưu ý như thế nhá. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đấy là phần vấn đề về xem bằng ngoài hình thức, nó cũng giống như iPhone khác thôi, xem rất đơn giản thôi, đúng không anh em? Còn bây giờ chúng ta sẽ xem vào nội dung bên trong và soi tiếp. Đấy, thì chúng ta sẽ bật một chiếc máy này lên như thế này nhá. Ở đây là mình có một chiếc máy là của Mỹ anh em này, đây là một chiếc máy của Mỹ này. Đó, thì chúng ta sẽ phần cài đặt này và phần cài chung này và phần giới thiệu này. Anh em có thể nhìn thấy đây là phần LL không? LL nó của Mỹ nhá, và ấn vào đây modem là A1660 là lên này. Ok, không có chữ Nhật, không có chữ linh tinh gì, đúng là của Mỹ rồi. Và đây cũng là A1660 này, chuẩn nhá. Đây, mình sẽ xem một con thử một chiếc máy này. Đây còn quả của Nhật Bản này, modem A1779 này, có ký tự của Nhật Bản nào cũng không em. Đấy, cũng bật lên này, vào cài đặt này, vào phần cài đặt chung này, vào phần giới thiệu này. Anh em có thể nhìn thấy không? Đó, G này, G trên A này. Đấy, vào phần ấn vào đây này, A1779 này, chuẩn nhá, cứ như thế này là chuẩn nhá. Như thế này nó khẳng định là ok, đúng là main cùng với vỏ rồi, đúng là main cùng với vỏ rồi, đúng không anh em? Đó, đây bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tiếp và cài đặt nhá. Copy cái đường số series này, có sao chép này, hoặc là anh em có thể copy cái email này nhá, nhân tiện nhìn thêm cái dung lượng này. Ok, dung lượng 32GB cho anh em, đây 32GB đây. Thì nói lại lần nữa là không có 64GB đâu nhá. Nếu trường hợp đi xem lại có 64GB là chết dở đấy, hoặc là máy màu đỏ này mà 32GB là cũng chết dở luôn, không phải xịn mà. Đây, xem lại này, màu đỏ chúng ta sẽ là 128GB nhá. Đấy, đây là sản phẩm của Nhật này, G này, đây 179 này. Đó, thì chúng ta sẽ copy, mình đã copy được một cái số series này. Anh em cũng có thể copy email nhưng mà mình thích copy số series, bởi vì copy email này chúng ta sẽ phải khóa xóa khoảng trắng của nó đi. Và chúng ta vào cái trình duyệt, vào cái trình duyệt Safari được hoặc vào Chrome được, cái gì được, ấn tìm trên Google đi và tìm cái là check iPhone nhá. Anh em nhớ cụm từ là check iPhone này, hoặc là kiểm tra iPhone hoặc gì được, nhưng cứ check iPhone này cho nó dễ. Đó. Mình lấy ý lại lần nữa anh em nhé. Anh em có thể nhìn cái trang đầu tiên không? iLocker này. Đó, sau đó đến trang của Apple này. Đến tất cả những trang email24 này, email.pro.info này. Tuyệt đối không check ở những cái trang này. Chỉ check ở trang Apple thôi. Bởi vì mình nói lại là những trang này là những cái trang mà nó siêu tầm email trắng của anh em. Anh em mua vào cái máy anh em đang nhập iCloud vào thì không sao. Nhưng mà những cái người khác ấy, người ta có thể lấy cái email của anh em ấy được mà trắng ấy, người ta sẽ bán cho thợ, và thợ sẽ dùng cái email của anh em để nạp vào một cái chip khác để phá những cái máy có iCloud và dựng một cái máy khác. Thế nên nếu trong trường hợp anh em check trang này mà để lộ email ra và email đã được bắn vào cái máy khác, thì sẽ có hai cái máy dùng trùng email, có nghĩa là cái máy của anh em đang dùng và một cái máy khác dùng trùng email với anh em. Và khi mà dùng trùng email ấy, thì những cái máy đấy ấy,
có thể bị khóa iCloud của người khác bất cứ lúc nào anh em nhé. Chính vì thế mà anh em bảo, ô tại sao mình mua máy từ mới mà tại sao cái máy của mình lại dính iCloud của người khác, nó là như thế. Và khi anh em check những trang này rất là nguy hiểm. Thôi vào trang của Apple đi, tốt nhất là cứ vào trang chủ của Apple nhá. Mặc dù trang chủ của Apple không đầy đủ thông tin những trang kia nhưng tốt nhất là không nên check, bởi vì chả có gì miễn phí cả đâu anh em, tiền cả đấy. Mà tiền ở đây là tiền anh em mất thôi chứ người ta được ấy. Còn dán vào đây, ấn captcha nhá, 5MZSD, ok. Mình biết có xài captcha rồi, ZDIH này. Đó, anh em có thể thấy không? Anh em có thể thấy, anh em kéo dưới có phải thể thấy cái phần iPhone 7 ở đây không? Số serial mail nó ghi là có một ngày mua hợp lệ anh em nhé. Và hai cái nút này là hai nút chấm than ở vàng, cũng nghĩa là đã hết bảo hành rồi. Nếu một trong hai phím này là còn phía dưới cùng này, nó còn phía dấu phẩy của dấu màu xanh này, thì nó còn bảo hành. Còn đây là sản phẩm hết bảo hành rồi. Nhưng cái đấy không quan trọng, mà quan trọng đúng là một cái iPhone 7 đã được bán là bình thường của Apple. Nếu trường hợp mà số series này hay số email mà em check ấy, nó báo màu đỏ và Apple bảo không biết ấy, thì những cái máy đấy không phải là được bán ra bởi Apple nữa, không được sự quản lý của Apple nữa, hoặc là những chiếc máy đã được ăn cắp, hoặc là những chiếc máy đã được dựng, hoặc là những chiếc máy lấy từ những số email đã bị Apple từ chối bảo hành, từ chối cập nhật hệ thống, thì những chiếc máy này anh em không nên mua nhá. Bên mình cũng không bán chiếc máy đâu, anh em cứ xem như này là ok. Đó, check ở trên website nó đơn giản như vậy thôi. Đó anh em. Còn về cái vấn đề mà check xem màn hình nó có đẹp hay không, hay là vấn đề mà check xem mà cảm ứng mượt hay không, mà camera hay không, thì cái đấy rất đơn giản rồi, anh em kiểm tra được đúng không? Những cái vấn đề test cơ bản anh em tự xem. Còn hôm nay mình hướng dẫn anh em cách soi về vỏ, soi về các thứ trong phần mềm và máy nó đơn giản như vậy thôi. Anh em xem mà anh em cảm thấy hay thì anh em chia sẻ giúp mình nhé. Thiếu sót anh em cứ comment và bổ sung giúp mình để cho những người khác cùng xem. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Chào tạm biệt anh em.